quý vị, sau gần 20 tháng tích cực thi công khắc phục thiên tai dịch bệnh, đến nay đường và cầu qua sông Cổ Cò thuộc địa bàn phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra và dự kiến thông xe vào ngày 30 tháng 10 tới. Công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò được khởi công vào ngày 3 tháng 2 năm 2020, có điểm đầu tại nút giao thông đường Trần Đại Nghĩa với đường Võ Chí Công, điểm cuối tại nút giao thông đường Võ Quý Huân với đường ven sông Cổ Cò thuộc khu dân cư Tân Trà. Công trình do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên làm chủ đầu tư giám sát thi công và liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Quang, Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75, Công ty Tư vấn Công trình Châu Á-Thái Bình Dương là đơn vị thiết kế thi công công trình. Công trình được thực hiện từ nguồn vốn vay của Quỹ OPEC về phát triển quốc tế và vốn đối ứng của thành phố Đà Nẵng với tổng giá trị thiết kế thi công công trình là 172 tỷ đồng. Đặc thù công trình này là công trình công nghệ mới. Toàn bộ bê tông là đổ đến đà giáo giữa lòng sông. Vấn đề thứ hai là vấn đề về dịch bệnh. Thì chúng tôi vừa phải đảm bảo làm đồng tiến độ nhưng mà đáp ứng được cái tiêu chí 5K về vấn đề chống dịch của Ủy ban thành phố chỉ đạo. Bằng cái nỗ lực của nhà thầu và sự giúp đỡ kịp thời của ban quản lý thì chúng tôi đã nỗ lực về đích công trình đúng tiến độ. Đây là công trình động lực trọng điểm của thành phố Đà Nẵng được xác định tại nghị quyết số 266 ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Công trình được thi công hoàn thành đã tạo nên trục giao thông chính kết nối khu vực trung tâm thành phố, sân bay quốc tế qua các khu vực dân cư mới hình thành ở khu vực phía đông nam Đà Nẵng như khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, khu đô thị FPT, kết nối đến các khu du lịch, nghỉ dưỡng ven biển và phố cổ Hội An, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đây là một công trình đã trải qua hai mùa dịch và một mùa bão năm 2020. Thì để đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình, ban quản lý dự án đã phối hợp với nhà thầu để lên kế hoạch tăng cường máy móc thiết bị, nhân lực, tổ chức thi công 3K liên tục để bù lại cái thời gian nghỉ dịch do giãn cách và mưa bão năm 2020. Thì đến nay là toàn bộ những cái hạng mục công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò đã hoàn thành đúng theo cái tiến độ hợp đồng giữa chủ đầu tư và ban quản lý. Thì công trình này, một cái những công trình mà đưa vào hoàn thành thì cũng giải quyết được cái nguồn vốn đầu tư công của thành phố Đà Nẵng. Công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò thuộc dự án cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng có tổng chiều dài toàn tuyến là trên 1.160m với quy mô 6 làn xe. Trong đó phần 2 làn xe chạy là 21m, lề đường và giải phân cách là 12m. Phần cầu thiết kế theo dạng kết cấu khung vòm bê tông cốt thép với sơ đồ nhịp 25m cộng 50m cộng 25m đặt trên hệ móng cọc khoan nhồi. Công trình được đầu tư hoàn chỉnh gồm đường, cầu, hệ thống thoát nước, cây xanh, cấp nước tưới cây và điện chiếu sáng.